Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ như là tôi sẽ bố trí ví dụ như là chúng ta sẽ có tầng sân vườn này và sân vườn này, hoặc là các bạn có thể tạo cho tôi một cái phần là móng chẳng hạn. Ví dụ đây là sân vườn đúng không, tôi muốn một ví dụ tôi muốn tạo thêm một cái level nữa. Nếu mà bình thường ta phải vào architecture vào level đây để chúng ta tạo đúng không, hoặc là vẽ grid mất thời gian, thì tôi có thể chọn vào đối tượng này. Thì ở đây nó có một cái lệnh, đây là lệnh create similar, là lệnh set, là nhắc lại lệnh giống như ở trong két nó cũng có ấy. Là kích vào đây thì nó sẽ vẽ luôn cái gì level này. Ví dụ như mình muốn vẽ lưới trục đúng không, thì chọn vào lưới trục này, grid similar là chúng ta lại vẽ lưới trục. Mọi người hiểu không nhỉ? Nhắc lại lệnh nhé. Ví dụ tôi chọn đây là móng chẳng hạn, móng móng thì thường nó sâu, ví dụ tôi cho đây là 1m2 chẳng hạn đúng không, đúng không, trừ 1m2 so với cốt 0,0 ấy đúng không đấy, hoặc là tùy 1m5 tùy. Thì các bạn sẽ thấy đây là móng, thì tôi sẽ có đây trình đơn móng đây, cảm thấy về móng đây không, thì các bạn sẽ thấy đây cái rep plan này làm sao không có ở đây đúng không. Thì ta có thể về một mặt đứng ở đây chẳng hạn, thì các bạn phải kéo cái rep plan này làm sao giao qua cái này được nhá, thì ta mới thấy cái rep plan này xuất hiện ở trên này, nó là một mặt phẳng ấy. Các hiểu ý tôi không nhỉ? Cái grid nó cũng là một mặt phẳng. Mọi người chú ý nhìn tôi đi. Đấy nha. Đừng đừng động vào nữa. Thì khi chúng ta đã chọn ở đây được rồi như này, thì bây giờ tôi sẽ bố trí móng công trình. Thì bố trí móng chúng ta sẽ vào, ví dụ đây là một cái đài móng nhé. Chúng ta vào structure này. Thì ở phần móng đây nó có phần, đây là phần foundation là móng. Móng đây nó có móng isolate là móng cọc ấy. Đài móng, đây là móng gạch ấy. Là kiểu là tường gạch ấy. Hệ móng hoặc móng băng ấy, xây này slab thì là cái tấm, slab là tấm là sàn đấy nha. Thì ví dụ như đây tôi chọn ở đây là isolate này, thì Revit sẽ hỏi là chưa có một cái kết cấu móng, family kết cấu móng nào được lốt vào trong dự án, thì bạn có muốn lốt vào không, thì tôi chọn yes, và các bạn sẽ chọn vào trong đây. Ở trong Revit này nó sẽ có phần ở đây, các bạn nhìn thấy chữ structure đứng đầu không, thì tất cả các chữ structure đây, structure foundation chọn vào đây, thì các bạn sẽ thấy thư viện mặc định nó nhỉ. Bây giờ hiện tại chúng ta cứ dùng thư viện mặc định, và sau này chúng ta sẽ được học cách để mà làm sao tạo thư viện, thì nó sẽ chỉnh sửa nó. Bây giờ chúng ta mới dùng basic thôi, thì ta chọn ví dụ như là một cái móng này chẳng hạn, đây open, các thấy cái móng này không, đúng chưa, và kích thước này nó đang bị in này, edit type này, tôi duplicate lên. Duplicate lên thì các bạn sẽ chọn cho tôi kích thước ở đây. Ví dụ như ở đây tôi chọn ở đây là móng là M. M1 kích thước là bao nhiêu? 1200 nhân với 1200 nhân với cả 450 chẳng hạn. Dài rộng và cao đúng không? Ok. Thì các bạn sẽ thấy đây, thickness là chiều cao của nó, 450 là chiều dày. Ví dụ chiều rộng là 1200 và chiều dài nó là bao nhiêu? 1200 này. Nó là vuông mà. Hình chữ nhật trường hợp đặc biệt. Ok. Thì mọi người sẽ thấy cái đài móng này đúng không? Thì chúng ta có thể đi tích từng cái, nhưng mà trong đây nó sẽ có mục, đây là mục Earth Grid. Earth Grid, chọn là Earth Grid này. Ta quét qua toàn bộ này. Nên nó sẽ giao. Các hiểu không? Quét từ dưới ấy, vào Earth Grid này. Từ dưới là quét chạm mà. Chạm đối tượng. Còn trên, quét từ trên. Ví dụ như quét từ trên này xuống thì chúng ta phải làm sao? Quét qua đối tượng như này này. Được nhá. Nó giống như ghép thôi. Chọn đây. Và chúng ta ấn Finish để chúng ta kết thúc lệnh. Còn ví dụ các vị trí này các bạn thể đi bố trí như này, tích vào đây, hoặc các bạn chọn đối tượng này dùng lệnh gì, copy đây, copy từ trục này ra trục này đây. Ví dụ như vậy, đây bỏ con truyền đi Thì cái rep plan này các bạn sẽ thấy không, là vẽ ra để làm sao để nó bắt điểm ấy, mọi hiểu không. Đây này, bình thường nếu các bạn không có rep plan này các bạn không thể định vị cái này đúng không, nhưng mà có cái mặt phẳng rep plan này thì bạn sẽ định vị được các đối tượng rồi nha, và các nó là một mặt phẳng. Thì đây là phần móng các bạn nhìn 3D, bạn thấy đâu, các bạn nhìn mặt đứng này, mặt cắt sau này này, đây phần đài móng này đúng không. Còn các bạn muốn thay nó là cái móng khác chẳng hạn, thì các bạn có thể vào insert này, load family này, các bạn chọn một cái đài này chẳng hạn, ok nhà này các bạn về 3D này, các bạn để quét chọn làm sao toàn bộ cái này. Hoặc là ví dụ các bạn lỡ may quét chọn như này, nó sẽ bị vào tình trạng như thế này đúng không, thì nó sẽ có mục ở đây là filter, là bộ lọc ấy,
nó lọc ra lấy theo cái gì, chức năng structure thôi, cái này thì mọi người sẽ thay thế đây, nó được lốt vào ví dụ như kích thước ở này này này, mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy thì sau này cái family này chúng ta có family thì chúng ta làm sao, chúng ta chỉ sửa thôi, mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Mà mấy cái này nó bây giờ nó có sẵn hết hiểu không, nhưng mà chúng ta phải học cách để mà tạo được ra nó. Nó lệnh mắc chốt MA đây. Ừ. Nha. Đấy. Nó cũng mắc chốt được ấy. Đấy. MA mắc chốt đối tượng 3D ấy. Không hiểu nhau nhỉ? Mà sau này chúng ta làm quen thì chúng ta chủ yếu làm trên 3D nhiều. Không hiểu không? Vẽ giống như kiểu SketchUp ấy, nhưng mà lại có hồ sơ 2D ấy. Đấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Đó. Này, tôi đưa về đây. Không hiểu ý tôi chưa nhỉ? Rồi, mọi người bố trí móng của tôi xem nào.